Chào các bạn, mình là bác sĩ này đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho các bạn các trò chơi trong Fly Together nhé. Như các bạn đang thấy là mình đang kết nối với một trò chơi lớn có 30 người tham gia này. Màn đầu tiên mình tham gia đó chính là màn chạy đua với nhau. Thì ở đây là 30 người sẽ cùng chạy đua với nhau và hình như cái màn này nó chỉ chọn một số người thôi. Để mình xem thử. Màn này sẽ chỉ chọn 23 thằng thôi, còn lại 7 thằng là sẽ bị loại nhé. Thằng nào mà chậm chân thì coi như là bị loại thôi. Để xem mình sẽ nằm trong top mấy nào. Đây đây các bạn, cái màu đỏ này nó sẽ tăng tốc độ chạy này. Ngoài ra thì còn phải cẩn thận mấy cái cây gỗ chặn đường này nhé. Cái map chạy đua này mình nhớ là mỗi lần mình chơi là nó sẽ thay đổi, không phải là lần nào nó cũng giống nhau đâu. Đấy, cái này chơi mình phải lạng lách, mình phải đánh võng các kiểu. Đấy, phải đạp vô mấy cái màu đỏ đỏ nhé, là đánh mấy cái màu xanh ra. Màu xanh sẽ làm chậm tốc độ của bạn nhé. Đây, tiến lên. Né, lùn mất, Chiu chiu. Hiện tại, mình đã vô, mình thằng 19 nè. Sau tới 18 thằng chạy nhanh hơn mình luôn, tụi nó chạy ghê thế nhỉ. Mình đã cuối cùng, mình cũng đã có 10 con vòng nữa rồi. Tiếp theo đó mình sẽ qua vòng 2 nào. 23 bạn thành công cũng khá nhiều nha. Cái màn thứ hai là cũng một màn chạy về đích, nhưng mà cái này nó sẽ có rất là nhiều chướng ngại vật nhé. Coi nó nói gì đây, vượt qua các chướng ngại vật và đến điểm đích, đơn giản vậy thôi. Màn này nó sẽ loại ra 5 thằng nữa và nó sẽ chỉ cho 18 bạn vô thôi. Nhào nhảy lên, ôi trời. Ây da, cái khoảng cách này hơi xa nhé. Này mình phải nhảy theo từng bước nhỏ chứ mình không có thể đi tắt đón đầu. Nhảy. Cái này mới ảo này. Này nó để cái đường để đến lừa. Mình cứ nhắm qua đường nào mà người ta đi được là mình đi thôi. Này đi sao ta, có 3 đường luôn. Ây da, cái game tiết tiệm này cũng đánh đố ghê. Bon. À, hóa ra là đường bên phải. Hai cái đường này sao chặt quá vậy, sao dễ rớt quá vậy. Ý tôi đang bị vướng cái gì vậy. Thôi không đi đường đâu, đường đó đi chóng mặt quá. Đi đường này cho nó an toàn nào. Ê, cái thằng kia nó nhảy qua luôn kìa. Được rồi, tới đoạn này mình cũng sẽ nhảy theo nó. Sợ vãi, cứ tưởng mình bị rớt xuống dưới chứ. Này thì phải cẩn thận này. Từ từ, đừng có chăn lắng coi, ra rớt bây giờ. Muốn chiếc tiệc thôi. Ê, đụng cái màu đỏ có bị rớt kìa các bạn. Cái này chạy phải tránh mấy cái màu đỏ nữa nha. Bon. Cái đoạn này nhìn vậy thôi chứ mà quay camera để di chuyển đúng khó lắm nha các bạn. Nó cứ liên đoạn nó chỉnh cho camera mình nó cứ bị ngượng gạo thế nào á. Ý giờ sao rớt hoài vậy. 5 thằng bị đích rồi kìa. 6 thằng rồi, còn 12 thằng nữa thôi, 7 thằng. Sao tụi nó chạy nhanh quá, tụi bay từ từ, chào tao với. Bong, bé ơi, từ từ bé. Sao bọn mày chạy nhanh vậy, từ từ coi. Cái trò quỷ này chạy đụng cái rơi, khó chịu thiệt. Rồi, tới cái màn này cũng là khó chịu. Chiu, đụng vô cái màu đỏ là rớt. Rồi, mình đã quang rồi, 11 rồi kìa. Tiến lên, chưa kịp, lốc xoáy tấn công, vèo, mình hạng 12 nhá, vui nhá. Rồi bây giờ ngồi chờ mấy thằng kia về đó thôi. Nó vừa qua được cái màn vừa rồi, cảm giác nó rất là hồi hộp và căng thẳng đấy các bạn. Vừa hồi hộp vừa căng thẳng mà vừa vui. Tin mình đi các bạn, mấy các bạn hãy chơi thử game này, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ đấy. Mà cái này mình vẫn chưa khám phá được, là không biết là cái này mình có rủ bạn chơi game cùng với nhau được không. Cái này mình chưa thử nữa, do tại mình chưa có bạn nào để rủ ấy. 23 bạn.
chỉ có 17 mạng vượt qua thôi. Tiếp theo là màn gì đây? Cái màn này mình đặt tên cho nó là vòng xoay chướng ngại. Nhiệm vụ của các bạn đó là tồn tại trên cái vòng xoay này 30 giây thôi. Bất kể dùng cách nào cũng được nhé. Chỉ cần tồn tại là được rồi. Chỉ cần rớt xuống một cái là thua nhé. Tại vì cái này xong rất nhanh dữ vậy. Cái này có phải an toàn nhé. Thì cái này mình nhận ra là mấy thằng mập á thì có thể là đẩy mấy thằng ốm rớt nhé. Nên các bạn chơi cái này mới chọn mấy thằng mập phải đẩy mấy thằng kia rớt xuống. Để tí nữa mình vô mình thử mình chọn mấy thằng mập thử, mình đổi sang ngoài hình mập thử, mình đẩy mấy thằng kia thử được không? Chứ mình cảm giác mình yếu đưa mình nhỏ bán quá bị nó đẩy đi mất. Dạ, có vẻ như là vòng này nó không có cái sự chọn lọc lớn à. Hình như là mọi người đều có thể vượt qua được cái này một cách dễ dàng. Cảm giác như là không ai bị rớt. Còn 8 giây kìa. Ê, đừng, còn mấy giây. Chết tiệt à. Dạ, có khi nào tôi ế đừng xui vậy chứ. Yeah, vượt qua rồi. Yeah. Còn mấy đứa rớt đây. Trời ơi, chỉ có một đứa rụng. Còn 16 mạng nữa. Không biết màn thứ tư là màn gì đây. Màn quỷ gì đây? À, màn đất lún à. Tóm lại là tránh xa là mấy cái miếng gạch nó bị rớt xuống. Để mình xem. Cái này nó sẽ rụng một cách ngẫu nhiên nhé. À, trước khi nó rụng á thì nó có điểm báo, các bạn chú ý mấy cái điểm báo rồi nhảy qua cái bên cạnh mình nhé. Đây. Trời ơi, nhảy chỗ nào đây trời. Bọn mày từ từ, ê đừng bọn này. Thấy ghê vậy. Sao cái này nó rụng hết vậy trời, làm sao đấy. Ây da, sợ vãi. Cái này phải quan sát cẩn thận nha các bạn. Thấy ghê vậy rồi. Chơi. Cái này mình thấy là chắc cũng nhiều thằng chết lắm á. Dạ, chạy đâu trời. Ây da, mình lỡ chân. Trời ơi, đáng lẽ mình định nhảy qua cái bên trái mà tự nhiên mình lỡ chân mình nhảy xuống dưới. Cái màn này hay, nhưng mà vẫn còn sống. Công nhận cái màn nó lọc mềm kinh khủng thiệt. Còn là 3 đứa thành công rồi, ghê rồi. Không biết 3 đứa đó có được đánh vô màn tiếp không nữa. Chắc rồi để mình khám phá sau. Video của